Xin chào, chào mừng các bạn đến với PhD Center và mình là Wally. Cảm ơn bạn Anh Duy đã đặt câu hỏi cho mình về việc tại sao các Pokemon thuộc Gen 2 trong thế giới Pokemon thường hay bị ghẻ lạnh. Ghẻ lạnh ở đây có thể hiểu theo nghĩa là không được biết đến quá nhiều, không được xuất hiện thường xuyên và không quá thông dụng trong thế giới Pokemon, hay thậm chí là bị ghét. Và theo bản thân mình cảm nhận thì thật sự là các Pokemon thuộc thế hệ thứ hai có phần nào đó khá xa lạ với một số lượng lớn người chơi, và nhận định của bạn Anh Duy là khá đúng. Vậy tại sao các Pokemon thuộc Gen 2 lại bị như vậy? Lý do là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Chào mừng các bạn đến với video top 5 lý do vì sao các Pokemon thuộc thế hệ thứ hai trong thế giới Pokemon lại bị đánh giá thấp. Lưu ý rằng những điều mình sắp chia sẻ là nhận định mang tính cá nhân của bọn mình mà thôi nhé. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Anime. Anime Pokemon được ra mắt vào năm 1998, kể về cuộc hành trình trở thành Pokemon Master của Ash Ketchum, hay tên tiếng Nhật là Satoshi. Và trong cuộc phiêu lưu đó, Ash cũng đã đi qua vùng đất Johto, vùng đất chính của Gen 2 Pokemon. Ash đã thu phục một số các Pokemon thuộc Gen 2, bao gồm cả 3 Pokemon khởi đầu của vùng Johto. Nhưng để nhận xét về các Pokemon thuộc Gen 2 mà Ash đã thu phục thì có thể gói gọn trong từ phế. Những Pokemon đó luôn nằm trong top những Pokemon có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất của Ash. Ash liên tục phải gọi lại những Pokemon cậu đã thu phục được từ Kanto hay Gen 1 để chiến đấu ở những trận đấu lớn. Cộng với việc trừ Chikorita tiến hóa thành hình dạng thứ hai là Bayleaf, cả hai Pokemon khởi đầu còn lại của Ash đều không tiến hóa, khiến cho người xem không tiếp cận với những dạng tiến hóa cuối cùng của các Pokemon thuộc top quan trọng của thế hệ thứ hai này thông qua anime. Có thể các bạn đã biết, ở một số thời điểm, độ phủ sóng của anime Pokemon còn rộng và lớn hơn rất nhiều khi so với các dòng game chính của Pokemon. Ở một số nơi vào thời điểm đó, anime gần như là cách duy nhất để những người yêu thích Pokemon có thể tiếp cận được với Pokemon, vì không phải ở đâu các hệ máy Game Boy cũng xuất hiện. Ngay cả ở Bắc Mỹ, thị trường gần như chính của Pokemon, anime Pokemon cũng được ưa chuộng hơn hẳn so với các phiên bản game, nên có thể nói rằng anime Pokemon cũng có một sự ảnh hưởng nhất định đến với cộng đồng Pokemon Trainer. Và với sự thể hiện nhạt nhòa của các Pokemon thế hệ thứ hai của Ash trong anime, vô tình đã tạo nên thiện cảm không tốt cho người xem và suy nghĩ rằng các Pokemon đó thật sự không đáng và cũng không đủ tốt để sử dụng. Sự sai lầm trong Pokemon Gold and Silver. Thế hệ thứ hai của Pokemon được ra mắt lần đầu tiên thông qua hai bản game là Pokemon Gold và Pokemon Silver. Thế hệ thứ hai chủ yếu xoay quanh những diễn biến ở vùng đất Johto. Johto có hệ thống Gym Challenge riêng và cũng bao gồm 8 hội quán cùng 8 Gym Leader ở khắp nơi trên vùng đất Johto. Tuy nhiên, Johto ở thế hệ thứ hai và Kanto lại chia sẻ chung Tứ Đại Thiên Vương và Champion. Có nghĩa là sau khi giành 8 huy hiệu ở Johto, người chơi phải di chuyển qua Kanto để thách đấu với Elite Four và Champion. Và sau khi trở thành nhà vô địch, người chơi sẽ có một phần post-game chủ yếu đi khám phá vùng đất Kanto. Phải nói đây là một phần hậu truyện vô cùng thú vị và đáng giá, khi mà đây cũng như là một phiên bản game Gen 1 khác. Điều này càng thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa vùng đất Kanto và Johto. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa nếu như các Pokemon của Kanto không chiếm sóng của các Pokemon ở Johto một cách không thể chấp nhận được. Nếu như bạn trực tiếp trải nghiệm Pokemon Gold và Silver, bạn sẽ nhận thấy rằng việc tìm một Pokemon thuộc Gen 2 ở ngoài hoang dã là vô cùng khó khăn, vì khi bước vào các bụi cỏ, 90% Pokemon bạn sẽ gặp là Pokemon thuộc Gen 1. Tiếp đến là các Pokemon của các NPC. Các NPC ở Johto không biết vì lý do gì, nhưng họ sử dụng rất nhiều các Pokemon đến từ thế hệ 1. Gần như không có bất kỳ một NPC nào có full team là Pokemon thuộc Gen 2. Ví dụ cụ thể nhất chính là các Gym Leader của Pokemon Gold và Silver. 8 hội quán ở vùng đất Johto, tổng số Pokemon của các trưởng hội quán sử dụng là 23 Pokemon, trong đó chỉ có duy nhất 4 Pokemon của thế hệ thứ hai, chiếm tỷ lệ 17%. Liệu đây có phải là con số dễ chấp nhận? Rồi đến 8 hội quán tiếp theo ở vùng đất Kanto, tổng số Pokemon các trưởng hội quán sử dụng là 35 Pokemon, và có 7 Pokemon trong số đó là thuộc Gen 2, chiếm tỷ lệ 20%. Tỷ lệ còn cao hơn cả những hội quán ở vùng Johto. Tình hình có vẻ khá khẩm hơn khi các thành viên của Tứ Đại Thiên Vương đều sở hữu ít nhất một Pokemon từ thế hệ thứ hai trong team. Có người còn sở hữu 3 Pokemon của Gen 2. Nhưng sự thất vọng
được đạt đến cực độ khi mà Champion Lens không sở hữu bất kỳ Pokemon nào của Gen 2. Trong khi Gen 2 có sự xuất hiện của một Pokemon hệ rồng rất đáng chú ý là Kingdra. Sự thiên vị về mật độ xuất hiện của các Pokemon thuộc Gen 1 trong chính bản game thuộc Gen 2 đã khiến cho việc tiếp cận các Pokemon thuộc Gen 2 của người chơi bị giảm xuống rất nhiều. Cùng với đó là việc những nhân vật có tầm quan trọng nhất định trong game, đa số lại không có một Pokemon đại diện nào thuộc Gen 2, cũng đã khiến cho người chơi có sự nghi ngờ về sức mạnh của các Pokemon thuộc thế hệ thứ 2. Cái bóng quá lớn của thế hệ 1. Với sự thành công vượt trội của thế hệ đầu tiên, nhà sản xuất có thể đã nghĩ rằng họ cần phải làm nên thế hệ thứ 2 nhưng vẫn phải được xây dựng trên những điều thành công của thế hệ 1. Như lý do trước mình vừa nói thì nhà sản xuất đã cho các Pokemon thuộc Gen 1 xuất hiện với tần suất dày đặc ở chính Gen 2. Đó là sai lầm khi phát triển game Pokemon Gold and Silver. Nhưng đâu phải chỉ có vậy, nhà sản xuất ngay từ đầu đã phạm sai lầm khi phát triển hệ thống Pokédex của Gen 2. Thế hệ thứ 2 của Pokemon giới thiệu cho người chơi một loại Pokemon mới gọi là Pokemon Baby. Các Pokemon sơ sinh chỉ được nở ra từ trứng, bao gồm các Pokemon sau: Pichu, Elekid, Magby, Smoochum, Clefa, Igglypuff, Tigrow và Togepi. Và đương nhiên, những Pokemon Baby đó đều là những Pokemon yếu và không có khả năng chiến đấu. Chỉ có cách giúp cho những Pokemon đó tiến hóa thì mới có thể tăng cao khả năng chiến đấu. Và ngoại trừ Togepi, những Pokemon Baby còn lại sẽ tiến hóa thành các Pokemon thuộc Gen 1. Nếu đã có những Pokemon thuộc Gen 2, khi tiến hóa sẽ quay trở lại Pokemon thuộc Gen 1, thì đương nhiên sẽ có những trường hợp ngược lại. Gen 2 có một cơ số Pokemon mà nếu người chơi muốn sở hữu, người chơi phải tiến hóa từ những Pokemon của Gen 1. Tổng số Pokemon hoàn toàn mới của thế hệ thứ 2 là 100 loài, nhưng khoảng 20% trong số đó là những Pokemon có liên quan mật thiết đến những Pokemon của thế hệ 1. Vì vậy, rất nhiều người chơi cũng như là bản thân mình đã có lúc không thể phân biệt được đâu là Pokemon thuộc Gen 1 hay đâu là Pokemon thuộc Gen 2. Có rất nhiều Pokemon vốn dĩ thuộc Gen 2 nhưng lại bị người chơi nhớ nhầm thành là Pokemon thuộc Gen 1. Nghiêm trọng hơn nữa là những Pokemon bị hiểu lầm đó lại là những Pokemon mạnh và đáng chú ý nhất của Gen 2, khiến cho người chơi dù có đang sử dụng những Pokemon thuộc Gen 2 nhưng vẫn nghĩ rằng mình đang dùng Pokemon thuộc Gen 1. Ví dụ cụ thể nhất có thể gọi tên Lissi, cái bóng quá lớn của Gen C, khiến cho nhiều người cũng nghĩ rằng Lissi cũng là một Pokemon thuộc thế hệ 1. Tần suất xuất hiện. Tần suất xuất hiện của các Pokemon thuộc thế hệ thứ 2 trong suốt quá trình phát triển của Pokemon sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phổ biến cũng như là khả năng tiếp cận của người chơi với các Pokemon của thế hệ này. Vậy hãy cùng mình lướt qua một số bản game không thuộc Gen 2 để xem những Pokemon Gen 2 nào và số lượng bao nhiêu được đem lên những bản game đó nhé. Lưu ý rằng mình chỉ tính những Pokemon hoàn toàn mới của Gen 2 và không tính các Pokemon có liên quan đến Gen 1. Pokemon Ruby and Sapphire, 14 Pokemon. Pokemon Diamond and Pearl, 15 Pokemon. Pokemon Black 2 and White 2, 20 Pokemon. Vừa rồi là 3 bản game Pokemon có Pokédex có giới hạn nhất định, chứ không nhiều như XE, Sun and Moon hay Sword and Shield. Có thể dễ dàng nhận thấy, số Pokemon thuộc Gen 2 được đem trở lại ở các bản game khác là rất hạn chế. Thêm nữa, lý do những Pokemon thuộc thế hệ thứ 2 được mang trở lại các bản game khác là vì nhà sản xuất muốn tạo thêm những baby Pokemon hoặc cho những Pokemon thuộc Gen 2 tiến hóa và trở thành một Pokemon thuộc thế hệ khác. Ngay cả trong bản game X và Y, bản game mang lại nhiều Pokemon từ các thế hệ trước nhất vì sự xuất hiện của Mega Evolution. Pokemon của Gen 2 chỉ đóng góp 6 đại diện có thể tiến hóa Mega, thua kém rất nhiều khi so với số lượng Pokemon có thể tiến hóa Mega của Gen 1 và Gen 3. Tần suất xuất hiện đã không được cao, đến khi xuất hiện thì vô cùng mờ nhạt. Hỏi sao các Pokemon của Gen 2 lại bị xa lánh? Thật sự thì 4 lý do ở trên chỉ là những lý do mang tính đổ thừa cho hoàn cảnh. Những lý do đó được dùng để bao biện cho một lý do chính vô cùng lớn. Ông bà ta có câu, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Lý do thực sự mà các Pokemon thuộc thế hệ thứ 2 không được ưa chuộng để sử dụng nằm chính ở thiết kế và sức mạnh của những Pokemon đó. Thiết kế của các Pokemon thuộc thế hệ thứ 2 được cho là những thiết kế xấu nhất và khó hiểu nhất trong tất cả các Pokemon. Mỗi vùng đất trong thế giới Pokemon đều được xây dựng theo một địa danh nào đó trên thế giới và các Pokemon cũng sẽ được mang đặc tính hoặc những điểm đặc trưng của địa danh đó. Kanto và Johto
được xây dựng theo những địa danh nằm trong vùng đất liền chính của Nhật Bản, nên có lẽ vì sinh sau đẻ muộn, Johto đã bị Kanto giành hết những điều độc đáo và hay ho, nên đành phải xây dựng các Pokemon trên những thứ còn lại mà Kanto chưa sử dụng hoặc dựa theo chính Kanto. Có lẽ chính vì vậy mà rất nhiều những baby Pokemon đã ra đời ở thế hệ thứ hai. Đỉnh cao của sự yếu kém trong thiết kế của Pokemon trong Gen 2 chính là Unknown, được thiết kế với mục đích rất hay, nhưng đến thời điểm hiện tại, Unknown chẳng làm được gì hơn ngoài việc tăng thêm thời gian chơi của các trainer. Thiết kế đã không ổn, sức mạnh của các Pokemon thuộc Gen 2 cũng là một điểm trừ cực lớn. Tổng chỉ số của các Pokemon khởi đầu vùng Johto thì không đến mức tệ, nhưng sự phân chia chỉ số của các Pokemon này lại khiến người chơi vô cùng ức chế. Mọi chỉ số đều rất đồng đều và không nổi bật lên sức mạnh tấn công hay phòng thủ, khiến các Pokemon khởi đầu Gen 2 thuộc dạng công cùi thủ kém. Pokemon áo thần của thế hệ thứ hai là Tyranitar đương nhiên thuộc top những Pokemon mạnh, nhưng tốc độ lại quá kém khi so với những Pokemon khác nói chung và những Pokemon áo thần của các thế hệ khác nói riêng. Cộng thêm việc bị X4 bởi hệ giác đấu, việc Tyranitar lên bảng đếm số sau một lượt là hoàn toàn có thể xảy ra. Việc phân chia chỉ số không nổi bật tiếp tục được áp dụng lên bộ 3 Pokemon huyền thoại, bộ 3 thần thú, khiến cho bộ 3 này cũng rất vô dạng, không nổi bật về một mặt nào đó và khó để sử dụng. Hai Pokemon mạnh nhất của Gen 2 là hai Pokemon huyền thoại, bộ đôi tòa tháp Lugia và Ho-Oh, thì có chỉ số ổn và nằm trong top những Pokemon mạnh, nhưng gần như luôn luôn bị cấm sử dụng trong các trận đấu rank, nên nhiều người chơi cũng chẳng tha thiết train hay sử dụng. Pokemon khởi đầu, Pokemon á thần, Pokemon huyền thoại, đó là những Pokemon đáng chú ý và được cho là mạnh nhất của mỗi thế hệ. Ở thế hệ thứ hai, những Pokemon đó còn không được đánh giá cao, thì đương nhiên, việc những Pokemon thường còn lại bị đánh giá thấp và ít được ưa chuộng để sử dụng là việc gì đó cũng dễ hiểu. Và đó là năm lý do mà mình nghĩ gây ảnh hưởng đến người chơi, khiến cho người chơi không cảm thấy thoải mái hay ưa chuộng trong việc sử dụng các Pokemon thuộc thế hệ thứ hai. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, những lý do đó chỉ là phần nổi của một tảng băng mà thôi. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta hoàn toàn có thể thấy Gen 2 cũng có một vài Pokemon rất đáng để chú ý như Steelix hay Scissor. Và nếu nhìn xa hơn nữa, như mình đã nói trong một video trước đây, Pokemon của Gen 2 nói riêng và chính những bản game của Gen 2 nói chung còn vượt qua cả Gen 1 trong việc tạo nên một nền móng vững chắc cho sự phát triển của thế giới Pokemon sau này. Pokemon của thế hệ thứ hai bị xa lánh và không thông dụng, đúng là như vậy. Nhưng chúng ta, những Pokemon trainer, những người yêu thích Pokemon, có nên dành sự yêu mến, mến mộ nhất định cho những Pokemon thuộc Gen 2? Chắc chắn là có rồi. Respect! Và mình xin phép được kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy ý kiến và cảm nhận của bọn mình như thế nào? Các bạn đồng ý hay không đồng ý? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận nhé. Nhưng mình xin nhắc nhở lại là những cảm nhận và ý kiến trên chỉ là cảm nhận cá nhân của bọn mình mà thôi, nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn nhẹ tay. Còn nếu các bạn thấy video hay và thú vị thì đừng quên cho bọn mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube PAG Center để ủng hộ cho bọn mình. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!